chào tất cả các thành viên của đầu sách hay là chế lương ha hôm nay ngân sẽ chia sẻ với các bạn quyển sách bảy thói quen để thành đạt hy vọng là các bạn sẽ thích quyển này quyển ngày hôm nay của chúng ta là bảy thói quen để thành đạt ngân nghĩ là các bạn ở đây là những người thích đọc sách thì ít chắc là cũng ít nhất một lần đã nghe đến cái quyển này hoặc là đã đọc quyển này rồi thế nhưng mà theo như cái phương cách để mà đọc cái quyển sách này được gợi ý từ tác giả đó thì thứ nhất là chúng ta xem cái quyển sách này không phải là một cái quyển sách đọc xong rồi cất lên kệ mà đó là một cái quyển sách mà chúng ta có thể gối đầu giường hoặc thậm chí là sau khi đọc xong mà chúng ta đã thực hành bảy thói quen này được rồi thì chúng ta vẫn có thể đọc lại để mà chúng ta đào sâu nghiên cứu thêm và thứ hai, chúng ta đọc với tâm thế của một người dạy. Có thể là sau này chúng ta sẽ chia sẻ lại cho người chồng, người vợ, người em hay là người con của mình. Thì đứng ở cái tâm thế đó thì chúng ta sẽ biết cách đọc như thế nào cho hiệu quả. Và chỉ với hai điều đó thôi thì chúng ta sẽ đọc cái quyển sách này. Chúng ta sẽ thu được rất là nhiều lợi lạc từ quyển sách này. Hôm nay thì Ngân sẽ chia sẻ với các bạn về thói quen đầu tiên trong số 7 thói quen này Nhưng mà trước khi đi vào 7 thói quen đó thì quyển sách này nói rất là nhiều về những cái bước chuẩn bị khi mà chúng ta bước vào bảy cái thói quen này bao gồm tại sao chúng ta nên hình thành những cái thói quen và chúng ta cần phải thay đổi những cái mô thức về tâm thức như thế nào tuy nhiên là gói ghém lại thì chúng ta sẽ đi thẳng vào cái thói quen đầu tiên đó là thói quen luôn chủ động nghĩ về luôn chủ động thì các bạn nghĩ gì ạ à? nó nghĩ là trong cuộc sống cái thói quen này nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều thế nhưng mà mở rộng ra nó cái từ này nhìn như vậy nhưng mà nó khá là rộng chúng ta sẽ đến với nó cũng rất là nhiều mình mình cũng không thể đọc hết cái những cái nội dung trong cái thói quen này được và ngân chọn ra một số cái nội dung gần gũi nhất chúng ta sẽ bắt đầu bằng nội dung nắm thế chủ động bản chất cơ bản của con người là chủ động hành động chứ không phải là bị động đối phó cũng như chúng ta có quyền lựa chọn phản ứng phù hợp với hoàn cảnh và có được sức mạnh để tạo ra các hoàn cảnh. Nắm thấy chủ động không có nghĩa là tự đề cao chính mình, xúc phạm người khác hay tỏ ra hung hăng thô bạo, mà là nhận lấy trách nhiệm của mình để làm cho sự việc xảy ra. Trong nhiều năm, tôi đã tư vấn cho những người muốn tìm công việc tốt hơn là họ phải chủ động. Chẳng hạn như làm các bài trắc nghiệm về mức độ quan tâm và năng lực nghiên cứu về ngành nghề thậm chí về những vấn đề cụ thể của tổ chức mà họ xin việc đang gặp phải và sau đó tôi hướng dẫn họ làm một bản tự giới thiệu thật thuyết phục trong đó nêu rõ những năng lực của họ sẽ giúp giải quyết các vấn đề của tổ chức này như thế nào bản tự giới thiệu đó được gọi là tiếp thị các giải pháp và là một mô thức then chốt để đạt được thành công trong kinh doanh. Cách làm trên thường mang lại hiệu quả, có thể nói đây là một cách tiếp cận ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cơ hội tìm việc làm hay sự tiến thân, nhưng nhiều người đã không có những bước đi cần thiết, đó là chủ động tạo ra các tình huống. Họ gặp một vài vấn đề như là tôi không biết làm các bài trắc nghiệm về mức độ quan tâm và năng lực ở đâu. Làm sao tôi có thể nghiên cứu các vấn đề chuyên môn của tổ chức này được, chẳng ai giúp tôi cả. Tôi không biết phải viết điều gì trong bản tự giới thiệu để có thể gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Rất nhiều người chỉ ngồi chờ việc tự đến, hay chờ ai đó quan tâm giúp đỡ họ. Còn những người chủ động luôn kiếm được việc làm tốt, họ đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề chứ không phải chỉ nêu ra vấn đề. Những người nắm thấy chủ động làm bất cứ việc gì cần thiết phù hợp với các nguyên tắc đúng đắn để hoàn thành công việc. Mỗi khi bọn trẻ nhà tôi, dù là đứa bé nhất, có thái độ vô trách nhiệm, chỉ ngồi chờ ai đó đến làm giúp, chúng tôi liền bảo: "Hãy dùng sự tháo vát và sự chủ động của mình đi." Rèn luyện tinh thần trách nhiệm không phải là hạ thấp phẩm giá, mà là khẳng định phẩm giá. Tính chủ động là một phần của bản chất con người bằng cách tôn trọng bản chất chủ động của người khác, chúng ta sẽ đem lại cho họ ít nhất một hình ảnh phản chiếu rõ ràng không bị nhiễu từ chiếc gương xã hội. Tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc mức độ trưởng thành của mỗi người. Chúng ta không thể kỳ vọng sự hợp tác sáng tạo ở mức cao từ những người quá lệ thuộc về mặt tình cảm. Nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể khẳng định bản chất cơ bản của họ và tạo ra một, một bầu không khí dễ chịu để họ có thể nắm bắt các cơ hội và tự giải quyết vấn đề. Chủ động hành động hay bị động đối phó. Sự khác nhau giữa người chủ động và bị động cũng giống như sự khác nhau giữa ngày và đêm. Tôi không nói đến sự khác nhau ở mức độ 25 đến 50% của tính hiệu quả mà là từ 5.000% trở lên, đặc biệt nếu những người chủ động là người thông minh, hiểu biết và nhạy cảm trong giao tiếp. Khi nghiên cứu 6 thói quen đầu tiên, bạn sẽ thấy mỗi thói quen đều phụ thuộc vào sức mạnh của tính chủ động ở bạn. Mỗi thói quen đều đặt ra trách nhiệm để bạn hành động. Nếu chỉ ngồi chờ, bạn sẽ luôn rơi vào thế bị động đối phó. Khi đó sự phát triển và cơ hội sẽ đến với người khác ở chỗ khác. Có một lần tôi tham dự cuộc gặp mặt hàng quý của những người làm việc trong ngành xây dựng dân dụng đến từ 20 tổ chức khác nhau. Vì đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế nên ngành này chịu tác động rất nặng nề và những người tham dự đều mang một tâm trạng đầy chán nản. Trong ngày đầu, chủ đề thảo luận của chúng tôi là Điều gì đang xảy ra với chúng ta? Động lực kinh doanh nằm ở đâu? Rất nhiều chuyện xảy ra do sức ép của môi trường kinh tế. Nạn thất nghiệp lan tràn, nhiều người trong số những người tham dự cuộc họp cũng đang phải sa thải nhân viên, thậm chí là cả bạn bè, người thân của mình để duy trì sự sống còn của doanh nghiệp. Vào cuối ngày thứ nhất, mọi người rất bi quan. Ngày thứ hai, chúng tôi nêu ra câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Chúng tôi nghiên cứu các xu hướng của tình hình kinh tế và giả định rằng những điều này sẽ tạo nên tương lai của họ. Vào cuối ngày thứ hai, tâm trạng chung còn bi đát hơn. Sự việc thường hết sức tồi tệ trước khi khá hơn lên và mọi người đều biết điều đó. Do vậy, ngày thứ ba, chúng tôi quyết định chuyển sang những câu hỏi mang tính chủ động. Phản ứng của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chủ động hành động trong tình huống này như thế nào? Buổi sáng chúng tôi thảo luận về cách quản lý và các giảm chi phí. Buổi chiều chúng tôi bàn đến cách làm tăng thị phần. Chúng tôi tập trung vào những vấn đề thực tế và dễ thực hiện nhất. Cuộc họp đi đến kết thúc trong sự phân chấn, niềm hy vọng và một thế chủ động mới. Vào cuối ngày thứ ba, chúng tôi tổng kết hội nghị bằng câu trả lời cho câu hỏi tình hình kinh doanh ra sao? Câu trả lời này có 3 phần. Phần 1, hiện tại tình hình đối với chúng tôi là không tốt, các xu hướng có vẻ tồi tệ hơn trước khi có thể là Các xu hướng có vẻ tồi tệ trước khi có thể lạc quan. Phần 2, tuy nhiên những biện pháp chúng tôi đang bàn thảo là rất tốt, giúp quản lý tốt hơn, giảm các chi phí, tăng được thị phần. Phần 3, vì thế tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn đứng trước vấn đề này mọi người một người bị động sẽ nói gì ồ oh, sao vậy hãy đối mặt với thực tế đi những suy nghĩ tích cực và cách tự động viên tinh thần của anh cũng chỉ đến thế thôi trước sau gì cũng phải đối mặt với hiện thực đó chính là sự khác biệt giữa tư duy chủ động và tư duy bị động chúng tôi đối mặt với thực tế đấy chứ chúng tôi đã đối mặt với thực tế về tình hình hiện nay và vạch kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi có sức mạnh để lựa chọn phản ứng tích cực đối với những hoàn cảnh, tình huống đã được tiên liệu chứ không nghĩ rằng những gì đang xảy ra trong môi trường trong môi trường kinh doanh sẽ quyết định số phận của chúng tôi. Các doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư, tổ chức, gia đình và từng cá nhân đều có thể luôn ở thế chủ động, cần biết kết hợp sự sáng tạo và năng nổ của những cá nhân có tinh thần chủ động để tạo ra một nền văn hóa thực sự có tính chủ động trong tổ chức. Không nên phó mặc cho hoàn cảnh, mọi người cần chủ động hành động để đạt được những giá trị và mục đích chung. Phần tiếp theo là lắng nghe chính mình. Thái độ và hành vi bắt nguồn từ những mô thức, nên qua quá trình tự nhận thức, mỗi người sẽ tự tìm thấy tấm bản đồ của bản thân. Ví dụ, ngôn từ của một người có thể là thước đo chính xác về mức độ chủ động của người đó. Ngôn ngữ của những người luôn bị động là thoái thác và trốn tránh trách nhiệm. Mình để ý những cái câu mà mình hay nói hàng ngày đấy, xem mình là người chủ động hay bị động nhé. Tôi là thế đó, tôi chẳng thể làm gì khác hơn. Đây là câu của người bị động nhé. Câu này có có ý là không phải tôi mà là người khác quyết định anh ta làm tôi muốn phát điên điều này có nghĩa là tôi không chịu trách nhiệm cuộc sống tình cảm của tôi bị chi phối bởi những sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi tôi không thể làm được điều đó đâu tôi không có thời gian có nghĩa là điều gì đó bên ngoài ví dụ như thời gian hạn hẹp đang chi phối tôi tôi phải làm việc đó. Hoàn cảnh hay người khác buộc tôi phải làm, tôi không được tự do lựa chọn hành động. Những ngôn từ đó bắt nguồn từ một mô thức cơ bản của thuyết tất định và bao trùm nó là sự thoái thác trách nhiệm, tôi không chịu trách nhiệm, tôi không thể lựa chọn phản ứng của mình. Đây là một cái bảng so sánh ngôn từ bị động và ngôn từ chủ động. Khi mà mình tham khảo cái bảng này rồi, nếu mà đâu đó cái ngôn từ của mình nó nằm vào cái cột ngôn từ bị động thì mình sẽ biết cách chuyển thể một chút để nó sẽ biến thành ngôn từ chủ động nhé. Câu tôi không thể làm gì được nữa đó là ngôn từ bị động. Thì ngôn từ chủ động đó là hãy tìm cách khác xem sao. Ngôn từ bị động tôi là như thế đó. Thì ngôn từ chủ động tôi có thể chọn cách khác bị động là anh ta làm tôi phát điên chủ động tôi biết kiềm chế cảm xúc của mình bị động họ không cho phép điều đó ngôn từ chủ động sẽ là tôi có thể trình bày vấn đề thật thuyết phục đối với ngôn từ bị động tôi phải làm điều đó thì ngôn từ chủ động là tôi sẽ lựa chọn một phản ứng thích hợp bị động tôi không thể chủ động tôi chọn bị động tôi buộc phải chủ động tôi thích bị động giá như thì chủ động là tôi sẽ làm và chúng ta sẽ đến với một tình huống có lần một sinh viên hỏi tôi thầy có thể cho phép em nghỉ học được không em phải đi đánh quần vợt chúng ta nhận biết câu này là câu bị động đúng không tôi hỏi em bị buộc phải đi hay là em tự chọn cậu ta giải thích em thực sự phải đi điều gì sẽ xảy ra nếu em không đi họ sẽ đuổi em khỏi đội em có chấp nhận hậu quả đó không không ạ à. nói cách khác em chọn đi đánh quần vợt vì em muốn mình vẫn nằm trong danh sách đội thế còn chuyện gì sẽ xảy ra nếu em vắng tiết học này em không biết hãy suy nghĩ kỹ đi hậu quả tất yếu của việc không lên lớp là gì thầy sẽ đuổi học em có phải vậy không đó là một hậu quả có tính xã hội và hậu quả giả tạo nếu em không tham gia vào đội quần vợt em sẽ không chơi đó là điều tất nhiên nhưng nếu em không lên lớp thì hậu quả tất yếu sẽ là gì em đoán là em sẽ mất đi một số kiến thức Đúng thế, vậy em phải cân nhắc hậu quả này với hậu quả khác để có thể để có sự lựa chọn. Tôi biết rằng nếu là tôi, tôi cũng sẽ đi đánh quần vật. Nhưng đừng bao giờ nói rằng em buộc phải làm cái gì cả. Vậy lựa chọn của em là sẽ đi đánh quần vật. Cậu ta bẽn lẽn trả lời. Và bỏ buổi học này. Tôi nói khấy cậu ta một vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến ngôn từ bị động là nó mang tính tiên đoán tự hoàn thành những người thụ động cảm thấy mình là nạn nhân và không kiểm soát được tình hình không thấy mình có trách nhiệm về cuộc sống hay số phận của bản thân họ đổ lỗi cho các nguyên nhân bên ngoài cho người khác cho hoàn cảnh thậm chí cả trăng sao trên trời cũng phải chịu trách nhiệm về tình cảnh họ gặp phải tại một cuộc hội thảo khi tôi đang nói về khái niệm tính chủ động. Một người đàn ông bước đến và nói, Này Stephen, tôi thích những điều anh đang nói, nhưng mỗi người mỗi cảnh, chẳng ai giống ai. Các bạn có nghĩ như vậy không? Hãy nhìn vào cuộc hôn nhân của tôi. Tôi thật sự lo lắng. Vợ chồng tôi không còn tình cảm với nhau như trước nữa. Tôi nghĩ rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa. Và cô ấy cũng không còn yêu tôi. Vậy tôi phải làm gì đây? Tôi hỏi, anh chị không còn tình cảm với nhau thật ư? Anh ta khẳng định, đúng vậy, và chúng tôi có ba đứa con, tôi rất lo cho chúng, theo anh nên giải quyết như thế nào? Tôi trả lời, hãy yêu cô ấy. Tôi nói rồi, tình yêu không còn nữa. Hãy cứ yêu. Tôi không hiểu anh nói gì tình yêu thật sự không còn nữa vậy thì càng phải yêu cô ấy nếu như tình cảm không còn thì đó là lý do xác đáng để yêu nhưng làm sao anh có thể yêu một người khi anh không còn tình cảm ông bạn ơi yêu là một động từ còn tình yêu cảm xúc là kết quả của động từ đó vậy hãy chủ động hành động đi hãy yêu thương cô ấy chăm sóc cô ấy hy sinh vì cô ấy còn nữa hãy lắng nghe cô ấy thông cảm và động viên cô ấy liệu anh có muốn làm điều đó không yêu là một động từ nhưng người bị động luôn coi đó là cảm xúc và họ bị cảm xúc chi phối hollywood thường có những kịch bản phim làm chúng ta tin rằng chúng ta không phải chịu trách nhiệm rằng chúng ta là sản phẩm của những cảm xúc của mình các kịch bản của hollywood không mô tả đúng thực tại nếu như cảm xúc có thể kiểm soát hành động của chúng ta thì đó là vì chúng ta đã từ bỏ trách nhiệm của mình và chấp nhận để nó chi phối. Các bạn nhớ nhé, nếu mà chia tay đó là mình chọn chia tay, chứ không phải là hoàn cảnh đưa đẩy mình đến việc chia tay. Các bạn có để ý là càng về sau này á, thì càng có những cái cuộc ly hôn giữa các cặp vợ chồng. Vì sao điều này lại xảy ra? thường anh cũng hay nói mẹ là bước xem những cái bộ phim mà tình cảm xước mướt đi những cái bộ phim họ thường đánh vào cảm xúc rất là nhiều đẩy những cái cảm xúc lên thì mới có thể có những cái cao trào trong bộ phim được đừng có lý tưởng lý tưởng quá cái cảm xúc tất nhiên là cuộc sống rất là cần cảm xúc tuy nhiên là ở trong quyển sách này cũng có phần trước có dẫn chứng nếu mà các bạn biết cái bức tranh cô gái và bà già đó thì các bạn sẽ thấy là những cái chúng ta thường sai lầm về những cái mà chúng ta đang nghĩ rất là nhiều chúng ta nghĩ có những điều chúng ta mắc thấy tai nghe nhưng chưa chắc nó là đúng nó chỉ là cảm giác nhất thời của mình thôi những người chủ động luôn biết cách khiến cho yêu thương trở thành một động từ tình yêu là điều gì đó thôi thúc bạn hành động hy sinh cho đi cái tôi của mình giống như người mẹ cho một đứa bé chào đời nếu bạn muốn nghiên cứu tình yêu hãy nhìn vào những tấm gương hy sinh vì người khác kể cả trường hợp người đó đã xúc phạm hay không đáp lại tình yêu của họ nếu là một bậc cha mẹ bạn hãy nhìn vào tình yêu mình dành cho con cái tình yêu là một giá trị được thể hiện thông qua các hành động yêu thương người chủ động luôn để cho cảm xúc phục tùng các giá trị tình yêu là cảm xúc có thể lấy lại được đây là tình yêu đôi lứa còn bình thường tình yêu với con người với những cái thứ xung quanh chúng ta thật ra chúng ta vẫn có thể rèn luyện được đấy ví dụ như ngân nè từ khi mà ngân ăn chay á thì thật sự là cái tình thương đối với những cái con vật khác nó cũng tăng trưởng những cái điều đó thì tự bản thân mình mới biết được thôi còn ở bên ngoài không biết được đâu phần tiếp theo là vòng tròn quan tâm và vòng tròn ảnh hưởng có vẻ như là mình cũng không còn nhiều thời gian nữa Cái phần này thì ý muốn nói là mình cái sự chủ động nó sẽ giúp mình mở rộng cái vòng tròn ảnh hưởng ra và mình tập trung vào cái những cái việc mà mình có thể kiểm soát được và làm chủ nó thay vì chúng ta oán hóa oán tháng và chúng ta đổ lỗi cho những cái việc mà chúng ta không thể nào chi phối được cũng giống như câu là muốn thay đổi người khác thì mình thay đổi chính mình trước vậy đó. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu thói quen thứ nhất, luôn chủ động. Bây giờ mình sẽ tham khảo qua các gợi ý thực hành trước khi mình kết thúc phần này nhé. Sẽ có phần mình chưa có đọc với thì ngân sẽ giải thích sơ ngân cũng vừa đọc thôi. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể tìm đọc quyển sách này. Một, hãy lắng nghe lời an tiếng nói của mình và những người xung quanh trong một ngày xem có bao nhiêu lần bạn và người khác sử dụng những ngôn từ bị động như giá như tôi không thể hay tôi buộc phải. Chắc chắn là thời gian đầu sẽ nhiều đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý và chúng ta tập thói quen thì càng ngày những cái từ như thế này nó sẽ giảm bớt lại. Thứ hai, tiên liệu một tình huống bạn có thể sẽ gặp phải trong tương lai gần, mà theo kinh nghiệm cá nhân, bạn có thể sẽ hành động một cách bị động. Hãy kiểm lại hay điểm lại tình huống đó trong phạm vi vòng tròn ảnh hưởng của bạn. Bạn sẽ chủ động phản ứng như thế nào? Hãy dành thời gian ôn lại các kinh nghiệm đã qua và hình dung phản ứng của bạn trước một tình huống giả định nào đó. Hãy ghi nhớ những gì đã xảy ra giữa quá trình kích thích và phản ứng, hãy đặt ra cam kết với bản thân và thực hành quyền tự do lựa chọn thái độ hoặc phản ứng của mình. Thật ra muốn làm được điều này á là mình phải biết phải học cách tự chịu trách nhiệm với chính mình và với cuộc đời mình nữa. Thứ ba, hãy chọn ra một rắc rối tại nơi bạn làm việc hay trong cuộc sống đang làm bạn khó chịu. Cố gắng xác định xem đó là vấn đề bạn có thể kiểm soát trực tiếp, gián tiếp hay ngoài tầm kiểm soát. Hãy định dạng bước giải quyết vấn đề thứ nhất trong vòng tròn ảnh hưởng và thực hiện nó. Thứ tư, hãy thử trắc nghiệm trong 30 ngày về khả năng chủ động của bạn. Chú ý ghi nhận sự thay đổi trong vòng tròn ảnh hưởng của bạn. Và để mà luyện tập một cái thói quen á Thì uh, tất nhiên là thời gian càng dài thì càng tốt Nhưng mà tối thiểu theo anh được biết là 21 ngày Để mà các bạn hình thành một cái thói quen Một cái thói quen dậy sớm hay là đi ngủ sớm hay là đọc sách hay là không nói dối chẳng hạn thì chúng ta sẽ quan sát điều đó và ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đã chia sẻ với nhau về sự chủ động các bạn hãy thử quan sát và thực hành tập thói quen thử ít nhất trong 21 ngày nhé. Trong buổi sau thì các bạn có muốn chia sẻ tiếp về thói quen thứ hai không? Hay là các bạn có gợi ý một cái quyển sách nào đó các bạn tâm đắc thì có thể là nên sẽ tìm đọc để chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.